Chiều ngày 1 tháng 3, tại xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, đã diễn ra lễ đồng thổ dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận. Tham dự lễ có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Phát biểu tại lễ động thổ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực triển khai và đạt được những kết quả tích cực. Các cơ chế chính sách đặc thù từ nghị quyết của Quốc hội đã tạo điều kiện cho Khánh Hòa phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó có công tác giảm nghèo tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Nhằm tiếp tục vận dụng và thực hiện có hiệu quả các chính sách đặc thù này, tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh DT656 kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận. Dự án này đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2023. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Theo phê duyệt, dự án có quy mô đường cấp 3 miền núi, chiều dài khoảng 56,70 km, được thiết kế hai làn xe có tổng chiều rộng nền 9 m, tổng mức đầu tư là 1.930 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương 1.000 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương 930 tỷ đồng. Dự án được phân chia thành hai dự án thành phần, bao gồm dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư và dự án thành phần xây lắp. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2023 đến hết năm 2027. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng quà động viên cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, đồng thời cùng lãnh đạo trung ương lãnh đạo các tỉnh ninh thuận lâm đồng và khánh hòa thực hiện nghi lễ động thổ công trình